Chào các bạn, chào các bạn yêu tử vi Tối nay mình sẽ trở lại với cái phần trả lời câu hỏi cho một số bạn vừa rồi Thì tối nay mình sẽ trả lời cho một bạn nam Bạn này thì cho cái ngày dương lịch là ngày 24 tháng 3 năm 1996 Đó là dương lịch nha Còn âm lịch sẽ là ngày 6 tháng 2 năm Bính Tý Tới cái giờ là 14 giờ 30 Thì đầu tiên đó là bạn này cái cung mệnh đóng ở cung thân, nằm trong cái tâm hợp thân tí thình Thì em có thể nghe lại những cái bài trước của chị Chị nói về những cái người nằm trong cái tâm hợp may mắn như thế nào là cái tâm hợp của em Kế tiếp nữa là em là người mệnh thủy Mà em lại có con sao tức xác nằm ở cung mệnh Và thân mình, thân cư phúc đúc lại có con sao vũ khúc Thì hai con sao này nó đều là hành kim hết Mình là người mệnh thủy thì sao? Thì kim nó sanh cho thủy Thì hai con sao này nó sanh cho cái 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 bản thân của em cho nên đây nói lên là sau này mình càng lớn tuổi lên thì sức khỏe mình nó tốt đó nó không có bị suy yếu nó không có bị gầy nó không có bị ốm nhiều thì đó là cái cái cách mà sao mà nó sanh cho cái cung mệnh của mình nha kế tiếp nữa là khi mà nó miếu địa nó đắc địa nằm ở hai cung thân và cung túc tại vì cung mệnh em nằm ở cung thân thì lúc này em sẽ ăn được hết cái bộ cái cái phần tốt của con sâu thất xác thì thất xác là nó là thuộc hành kim mà nó là dương kim mà em cũng là dương nam cho nên em rất là hợp với nó kế tiếp nữa là nó chủ về người mà có cái tại vì cái cung thân đó, nó là cái đức dụng võ cho người thất xác thì ở đây nó gọi trong tử vi họ gọi là cái cách mà cái nơi mà để cho người mãnh tướng họ hoạt động được cái khả năng của họ đấy nó rất là hay gọi là cái cái khu vực mà để cho người người mãnh tướng họ họ dũng mãnh được họ thiện chiến được trong cái 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 nơi của họ tại vì thức xác nó chủ về quân đội nó chủ về những cái vì về nó hành pháp tư pháp đấy những cái đó cho nên là những người mà thường thường mà hồi xưa mà mình thấy mấy cái người mà hay đi lính đó, mà làm lên những cái chức cao thường, thường thường họ cái cung mệnh của họ hay có sao thức xác nha vì nó chủ nó chủ về cái uy lực nó vào được đúng đất của nó thì họ thể hiện được hết cái tính chất của người thất xác kế tiếp nữa là cái người thất xác họ hơi có một tí gì nó sát phạt bởi vì nó vẫn là hành kim đó cho nên cái hành kim thì nó hơi bị lục lục khắc với cái những cái người thân trong gia đình của mình có nghĩa là bản thân của mình thì tuy là mình tốt những cái khác nhưng về vấn đề tình cảm thì mình hay gặp những cái vấn đề nó hơi rắc rối một tí ngay cả với bố mẹ mình nhiều khi mình cũng không được thuận hiếu lắm đâu thì tí nữa chị sẽ nói cái phần đó thì đó là sơ lược về con thao thức xác nằm ở cung mệnh kế tiếp nữa là em có con sao thiên tài địa giải bạch hổ sông hao nằm ở đây thì thức xác mà đi với sông hao là số này rất là dễ bị um, tai nạn gọi là bất ngờ nhưng mà rất may mắn cho em là có con sao tuần thì nó giảm được cái đó cho nên là phải làm phúc thiện nhiều em nhé nhất là khi mà cái cung phúc của em á, mà là em là thân cư phúc nữa thì đây là cái lá số mà ông trời ông nhìn vào mình cái điểm nổi bật trong cái lá số của em là em có con sao thiên tài nằm ngay tại mệnh em thấy không thiên tài nằm ngay tại mệnh thiên thọ nằm ngay tại cung phúc thiên tài nó nói đây là ông trời ông đây đã nhìn vào cái mệnh của mình cái mệnh là cái sự suy nghĩ của mình chưa phải hành động đâu là cái gốc của con người đấy mà khi nó có con sao thiên tài như thế này là chỉ cần mình có một cái một cái mồi nhỏ trong đầu một cái đốm lửa nhỏ trong đầu nghĩ một cái gì xấu rồi là bắt đầu ngay cái cung phúc của mình ăn ngay cái quả đó phúc đức là nó quan trọng lắm trong cái cái lá số tử vi mà em lại thân cư phúc đức nữa là nửa đời sau của em là bản thân của em rất là cần cái cung phúc này đấy cho nên rằng là cái con thiên tài này em phải cẩn thận là mình phải suy nghĩ tốt nội tâm mình tốt tư tưởng mình tốt mình phải có cái sự hướng thiện tốt mình phải là người thật sự là gọi là người tốt người đúng đúng nghĩa là người tốt đó. thì tất cả những cái tốt đó nó sẽ ăn được cung phúc đức của em nhưng mà chị tin đây là người tốt rồi tại vì em là nắm trong cái vòng thái tuế à, em là người đứng thế bạch hổ bạch hổ thì đức xông xáo ôi mấy anh chàng bạch hổ thì chuyện mà mi miệng chưa nói mà tay đã làm trước rồi à, ai mà giao cho công việc là chắc chắn là người bạch hổ là phải làm xong thôi đó là cái tính của người bạch hổ đó là cái 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 gọi là mình chủ về người lý tính nhiều à, mặc dù mình vẫn có cảm tính đó nhưng mà em có cái cách bộc lộ rất là thẳng thắn cho nên cái sự nam tính của em nó nhiều đó. À. và kế tiếp nữa là mình người bạch hổ mà đứng chung với thất xác xác phát tham như thế này ấy, là mình không có đạo đức giả được à, mình lời nói hành động là luôn luôn đi đôi với nhau cho nên đây là cái người mà rất là dễ gây sự chú ý kế tiếp nữa là mình đàn ông con sâu thức xác của mình nó miếu địa mình lại nằm trong cái tâm hợp xác phá tham thì những bạn yêu tử vi để ý cái này rất là hay những cái người xác phá tham á, họ hay là những cái người đào hoa tại sao họ dùng từ đào hoa là bởi vì khi mà họ nói chuyện nó ngoài đời hoặc là họ đi làm trong tình cảm hay là trong nghề nghiệp họ luôn luôn tuôn ra hết những ý tưởng của họ họ nghĩ sao họ nói vậy <laughs> họ thích họ yêu họ làm việc gì họ nói hết họ không có đạo đức giả họ họ hành động liền từ tình cảm tới nghề nghiệp cho nên vì lý do đó họ hay để được chú ý của mọi người xung quanh cái tính đó là cái tính rất dễ được người khác thích Đấy, ví dụ như các bạn đi vào một cái nơi làm việc mà các bạn thấy một anh chàng hay một cô gái có cá tính họ nói hết những cái suy nghĩ của họ họ không có giữ trong lòng gì hết, họ tuôn ra hết họ mặc kệ những người bên cạnh hiểu như sao thì chính cái người đó lâu lâu lại được rất là nhiều người thích họ cảm mến cái tính đó của họ thì cái người mà sát phá tham đào hoa là ở cái chỗ đó chính cái chỗ đó là cái chỗ gây chú ý cho mọi người xung quanh thì đây là sơ lược về cái cung mệnh của em nhé cái tiếp là em hỏi bốn câu hỏi em hỏi về công việc tình yêu con cái và cung đền <laughs> thì cái um, chị buồn cười là khi em hỏi về con đó, thì thường thường người ta hỏi về con cái đó, thì chị hay nghĩ là ở cái người này chắc là họ có gia đình họ đang mong muốn có con cho nên chị hỏi lại có lập gia đình chưa thì em cái em trai này lại trả lời là em chưa lập gia đình thì chị mới nói ô vậy là cái người này cái người cái tính lo xa rất là tốt <laughs> thì thật ra tử vi ấy, khi chúng ta hiểu được nó nó là một cái bộ môn để chúng ta định hướng cho cuộc đời của mình à, thì khi mình hiểu mình lo trước thì đây là những người thông minh nha các bạn nha cho nên đây là những cái phước phần những cái điều mà hạnh phúc khi chúng ta hiểu được một cái gì đó chúng ta khai thác cái bộ môn đó để chúng ta định hướng được cuộc đời của chúng ta thì những người mà yêu thích bộ môn tử vi là những người đã được trời cho một cái phước rồi đấy đó là cái cái tốt của tử vi ok bây giờ chị trả lời cái phần câu hỏi của em nha thì về công việc của em thì cung quan lộc của em có phát quân có thiên trù thiên phúc thiên hỷ thái tuế thì nằm ở đây nằm trên cái đúc thai trong cái tâm hợp thân tứ thình để thì có tham lan có không kiếp ở đây nè đấy bổ sung trước thì có hóa kỵ kình dương địa kiếp thì cái bộ phát quân đó, nó hơi giống ông thất xác một tí là ở cái tính gọi là tính nghĩa khí của nó cái tính thẳng thắn cái tính nhanh nhẹn của nó nhưng mà phá quân nó hơn thất xác ở chỗ là nó là cái tính khai sáng đấy mà em lại có thái tuế thiên trù thiên phúc hỷ thần nằm đây mà không có xác tinh nằm cung quan lộc thì em làm ăn kinh doanh rất là tốt đầu tiên là em về lực lượng quân đội những cái gì mà về hành pháp tư pháp về giống như là công an hay những cái gì mà về chính phủ là chính giới là không có làm chuyện tầm bậy thì em đã là tốt rồi nhưng mà nếu mà em không làm về cái ngành đó em có thể là công việc của em có thể làm thứ nhất đang có thể kinh doanh làm ăn trong kinh doanh làm ăn em có thể làm luôn cả những cái việc về ẩm thực rất là tốt mở nhà hàng những cái gì mà liên quan đến ẩm thực là em cũng sẽ có làm được luôn đấy kế tiếp là em có thể hợp tác với một người nào đó làm được cái việc này em tay của em có hợp tác được với người người khác nha và trong lúc mà em hợp tác với người khác em vẫn song song đó em làm một công việc khác cho em có nghĩa là em sẽ là người tới hai nghề rồi sau đó cái khi mà hợp tác với người đó em có thể sáng lập được riêng một cái một cái gì riêng của chính mình thì là cái lá số tử vi của em chị nhìn thấy những cái đó là rất là tốt thứ nhất là làm cho chính giới khi này chị nói chính giới là ví dụ như là chính phủ là chính giới à, rồi cái thứ nhì là em hợp tác sáng lập được với những người khác song song đó em có thể làm ăn kinh doanh về ẩm thực cũng rất là tốt là em có cái tính khai sáng những cái nghề của em mà lên rất là nhanh đấy à, đó là cái chị trả lời cái cung quan lọc của em kế tiếp là hỏi về cung tình yêu <laughs> tình yêu thì nay nói về cái người phối ngẫu người hôn thê cái vị cái người mà mình tương lai mà người vợ mình sẽ như thế nào người yêu của mình có tính chất ra sao cô này tính tình như thế nào con cái nhà ai ví dụ như vậy thì là mình có thể dùng cái từ tình yêu thì bây giờ tình yêu của em là em có bộ liêm tướng nằm cung thê trong cái tâm hợp dần ngọt tức là tâm hợp hỏa mà em là tình hình thủy là em thấy cái đầu tiên là mệnh em thủy làm khắc với, với cô này mà cô này có ác được em là em phải sợ nó <laughs> Cái kế tiếp nữa là Em có hai con sao Đầu tiên là con sao liêm chinh Liêm chinh là nó chủ về đào hoa đấy là Nó là cái sự lãng mạn đấy Cái thứ nhì là con sao thiên tướng Thiên tướng là chủ một cái người có rất là có nghĩa khí Thì ở đây hai con sao này Mình phải coi cái hành đó là hành gì nha Thì liêm chinh nó thuộc hành hỏa Không hợp với em Em hành thủy thì em sẽ hợp với cái người thứ hai ạ. À, đây là con sao Thiên tướng. Chị nói người thứ hai không có nghĩa là em sẽ lập gia đình hai lần, nhưng có thể là trong cuộc đời của em em sẽ có một cái thiên tình sử rất là phong phú. <laughs> em sẽ có một cái cuộc chia tay rất là rất là gọi là để lại cho em nhiều cái gọi là kỷ niệm. À, gọi là chia tay trong cái một cái nỗi lòng một cô đơn thì cái đó cũng có thể gọi là một cái thiên tình sử. Và sau đó mình lại có một gặp một người thứ hai thì cái cung thê thiếp của em là chị chỉ có bốn chữ thôi là tâm sự ai biết <laughs> rất là nhiều nỗi lòng đây trong tình cảm của em gặp gặp hóa kỵ không kiếp kình dương thiên khóc thiên hư đổ quân đây là cái những cái sự mà khó khăn trong tình cảm vợ chồng mà sống mà không nhịn với nhau là rất dễ bỏ nhau nha cái đó là cái 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 cung thê thiếp của em thì cái người mà em quen hay là cái người mà phối ngẫu của em thì chị thấy trong cái lá số này thứ nhất là cái người rất là có nghĩa khí mặc dù cái con hoác kỵ nằm ở đây nhưng mà chị vẫn thấy cái sự ít nói trong đây. có nghĩa là cái người này họ không thích nói nhiều đâu nhưng mà khi mà chọc họ họ lên cơn rồi đó là coi như là chỉ có chết thôi cho nên rất là sợ cái người tính như vậy thì là cái cái người vợ của em chị thấy cái đó trong đây đó và rất dễ làm vì cái cung theo thiếp của em á nó xung chiếu với cung quan lộc cho nên em rất dễ là bị bị um, cái khuynh hướng là nhiều khi ra đời người ta hay dụ mình làm mấy cái việc mà phương pháp giống như hơi phạm pháp đấy, thì cái này nó hơi ra cái ngoài cái câu hỏi của em nhưng mà tại vì chị thấy thì chị nói luôn cho nên là mình phải cẩn thận đừng có làm những cái nghề phạm pháp là dễ dễ chết lắm đấy tại vì cái cung điền của em À, với cái cung phúc đức nó có những con sao mà nếu mà em làm cái đó là em rất là dễ dính dáng tép pháp luật là người khác không chết chứ là mình chết đấy nha có nhiều người nó làm nó làm xấu nó không sao hết nó chui nó nó nó, nó đi qua được hết nhưng mà cái số mình không có cái số đó mà mình lại làm là mình rất là dễ dính vào cho nên chị nhắc trước là như thế thì cái cung phu thê của em trở lại với đó thì cái cung phu thê của em là có cái tính cách như là mình hai hai vợ chồng nó khó thỏa thuận được với nhau À, có nghĩa là nó nó không chịu nói chuyện nó cứ đùng 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 lên hoặc là nó có những cái gì đó là cứ cứ phải anh đi anh như thế này mà anh phải nghe em như thế này thì tính em là tính bạch hổ rồi tính cũng khó lắm mà thất xác cũng là cái tính gọi là dễ dễ chặt chém ấy cho nên mà cái cô vợ lại là hóa kỵ kình dương nữa thì kia nó cũng y chang tính mình cho nên rất là khó khó mà 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 thỏa hiệp với nhau đấy có những cái chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện thì đây nó khó cái chị không thấy cái đó trong cái cung này cho nên là chị chỉ khuyên một câu thôi trong cái lá số của em em gặp cái người thiên tướng là cái người đó hợp với em đấy thì dù gì mình vẫn có hóa kỵ ở đây thì mình nhớ một chữ nha là chữ nhịn nhịn thôi không nói nữa tại vì hóa kỵ nó là cái lưỡi hóa kỵ nó là chén thuốc đắng hóa kỵ nó là những cái thứ mà mình nói ra luôn luôn sẽ là sự hiểu lầm cho nên tốt nhất là mình nhịn hãy nhịn thì sẽ hạnh phúc à đó là cái, cái lời khuyên chân thành và em hỏi về cung, cung con cái của em ừ. Con cái của mình thì gặp triệt Có nghĩa là mình đã muộn có con Mà mình có tả hữu nằm cung 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 phu thê mà có hóa kỵ thì chắc chắn em phải có con hai dòng thôi nha đó là cái, cái, cái vấn đề đầu tiên cái thứ hai là chị thấy có vấn đề con sinh đôi ở trong đây <laughs> con sinh đôi mà sau khi sanh con xong rồi thì hoàn cảnh gia đình sẽ tốt lên rất tốt tại vì cái cung tự tức có lọc tồn mà xong lọc từ bên cung phụ mẫu chiếu qua thì cái này nói lên đầu tiên đó, là em có duyên với phần con cái lắm rất là tốt về phần con nhưng mà chỉ vấn đề một lần đó là em bị um, có con trẻ có con hai dòng sau khi sanh con thì hoàn cảnh kinh tế nó đầu nó tốt lên và con cái mình có khả năng mình sinh đôi sau khi mình sinh con rồi tại vì hoàn cảnh cái cái kinh tế của mình nó tốt lên thì mình lại giúp luôn bên gia đình vợ mà chị thấy trong đây là cái cái tài chính của em tại vì cung tử tức nó cũng nói lên cái cung tiền của mình đấy các bạn thì ở đây là chị thấy là em có sự hỗ trợ em giúp được cho cái cái nhà bên kia nữa thì có nghĩa rằng là sao mình mợ nghèo làm sao mình giúp người khác <laughs> mình phải khỏe mình phải mạnh mình phải mình phải khá mới giúp người ta được chứ thì ở đây trong tử vi họ cũng nói lên nghĩa là sao có nghĩa là khi mình sanh con rồi gia đình kinh tế tốt lên mình lại cu mang được luôn gia đình vợ nữa thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời kế tiếp ông hỏi về cung điền của em thì cung điền của em là con sao thái dương hãm địa mà có văn khúc thiên khôi trực phù phi liêm nằm trên đất tuyệt thái dương á mà nó sáng á, là mình hưởng được tổ nghiệp của gia đình cho lại có nghĩa là bố mẹ em có thể để lại cho em hoặc là ông bà để lại đất đai gì đó cho mình ví dụ nhà cửa có đứng tên mình mình có được trong đó nhưng mà vì nó hãm địa như thế này chị chị rất sợ là em giữ không được cái tổ nghiệp đó nhưng mà cung quan lộc của em có phá quân cung mệnh của em có thất xác vũ khúc lại đứng ở cung cung phúc đức nữa lại là là cung tiền cho nên rằng là em mất đi những cái gì mà bố mẹ cho nhưng mà bản thân của em vẫn sẽ sáng lập lại những cái mới cho cuộc đời em sau này đó là cái cái được và cái mất trong cung điền của em nha kế tiếp nữa là chị có một cái chị dặn như thế này nè là về cái cung tật ách của em à, và cái cung cái cung thiên di có tử vi thiên phủ thì nó nói như là mình trong cuộc đời của mình á là em một cái người mà được hưởng phước ấm của mẹ ở đây chị thấy là em cũng không có hợp lắm với phụ mẫu nhưng mà chị khuyên là mình nên yêu mẹ mình Mình nên thương mẹ mình nhiều hơn chút nữa Tại vì em hưởng rất nhiều phúc ấm của của mẹ em để lại nha Thì bản thân của em là một cái người thích Cũng lãng mạn lắm à, em cũng nhìn thấy được nhiều cái hay trong cái cái cuộc đời này nhiều khi em chưa chưa cần đi chỗ đó đâu nhưng mà em vẫn hình dung được cái chỗ đó nó như thế nào em vẫn cảm nhận được cái nét đẹp của của mọi thứ xung quanh tại vì cái con tật ách em có thái âm mà nó có văn xương hoa khoa đây là những cái tính gọi là hồng loan đây là những cái tính mà bay trên mây em vẫn cảm thấy nhận được cái đó mặc dù em chưa đến chỗ đó nhưng mà những cái đó nó cũng nói lên tại vì con sao thái âm nó nói là người người mẹ của mình thì chị khuyên là là em nên em nên có cái tình cảm nên thương mẹ mình nhiều hơn vì chính mình đang hưởng cái phúc ấm của mẹ mình đấy nha em nhé rồi cuối cùng thì chị chúc cho em và gia đình được gặp nhiều may mắn à, chúc em được vui vẻ toại nguyện trong những gì mong muốn của em đây là lá số tốt nha đó thì chị chị, chị chúc mừng em rồi chào em